này đi ông. Bắn mắt Thú này, được bắn mắt sang mà. bác khác đi bà ơi. Hả? Ồ, đúng rồi đó. Đổi đi. Ok, được á, đúng rồi đó. Hay dạ, thiệt là Chờ ông hiểu ý biết chưa? nhau. Hay da. Ây Quần da. Hay dạ, thiệt là hiểu ý nhau đó. Ông kia có mic rồi. Ông ơi, ông Trời Hantana ơi. nè, có mic à? Hello. Ông không có mic à? Bye ông. Hi hi hi. Trời ơi. Team này có vẻ khá vui. Hi 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 hi. Cái gì đấy? Này nó bị điên à? Sao cứ hi hi hoài vậy? Chào mọi người. Chào Chào bạn. Chào bạn, có gì không vậy bạn? Ủa? chào mọi người. Đấy, các bạn thấy rank đầu mà matching với rank cao thì nó vẫn là matching với rank cao nha bạn. À, nó vẫn là rank cao. À, mình rank đầu mà. Trời ơi, gặp con que 17. À nhầm, gặp A17. Đấy Nhảy thầy. đâu đấy ông ơi? Nói chung là cái mức rank Nhảy đâu các cũng bạn được chơi đó auto matching ấy thì nó sẽ là ấy à, khô cùng quá nhỉ. rank, chứ còn các bạn Thì chơi là trong cộng khổ đồng đi. ấy nó sẽ không cùng rank đâu. Cứ nhảy thôi mà cũng. Thì nhảy đâu cũng được đó. Hay Nhảy dạ, bộ tôi trên xin phép kia đó. nhá. Bộ trên kia được luôn. Có ai trên máy bay không à? Hay Nhảy dạ, bộ tao trên đâm kia hết hàng nhá. đó hả? Thật là đau Nhảy đầu bộ trên kia đó. nha. Bộ trên kia hả? Họ lại đau đầu thế nhở? Thôi nhảy vô chiếc kia đi ông ơi. Được luôn. Nhảy vô trên kia hả? Cái giọng của thằng này buồn Trời cười ơi, thì cực là ấy. khổ quá đi, có BD đó. Ê, Nhảy alo đây anh nha. ơi. Thôi thôi nhảy đâu đây? Nhảy đây liệu có đông người quá không đó hả? Ây da, nhảy ngược kìa. Xin lỗi nhà. Ê, mày đi đâu đó? Ông mày đi đâu vậy? Trời đất ơi. Chấm một nơi nhảy một nơi. Cạn lời. Ây da, có hài gần có xình không đó hả? tao Nghe tao đéo rồi phải bố gờ nhá. mẹ. Khổ đó mà, người ta cứ tưởng mình là gờ. Ây da, bị lạnh nữa rồi. Chắc là ở đây có một bạn nữ nhỉ? Bích à? I got Bích năm bao surprise. nhiêu? Được rồi, đi chào rồi. Kinh. À, em đủ 18. Được thôi lấy chồng. Khẩn nồi. Wow. Khẩn trưởng. Wow. Biết có người yêu chưa? Ui trời ơi, lại tán gái thôi, mình tránh xa nha. Biết Mình không sinh năm bao nhiêu? chơi mấy cái vụ tán gái đâu, mình dễ bay màu lắm anh em à. 2000. 2000 hả? 2000 thì còn nhỏ mà. Biết 19 ở đâu? tuổi. Giáp ba này. Biết ơi. Ủa, I got surprise. Mấy nhỉ? cái định mệnh. Ok Đây. bye. Có nhà bạn được Người nhiều ta gái thì cho hay. mình K98 thì mình cho lại thôi bạn. Đâu phải dạy, như nào là dạy. Ừ. Đây là gọi là cái đối nhân xử. Bây giờ con giai phải dạy gái chứ, bây giờ giai chả nhẽ đi dạy giai à? Bên này. Đấy, hợp lý với cả trưởng luôn ấy. Mà sao lại súng đạn một đống ở đây không ai nhặt cái này? Giai tất nhiên đi dạy giai rồi. À nhầm rồi các bạn, giai tất nhiên đi dạy gái. Giai còn dạy Ông nằm ăn giai nữa thì chết. Bậy lắm luôn ấy. Có hai mà bắn con nhau bọt ngay ở đá trên như vậy. này. Không bên. Chỉ là hai con bọt mà thôi. Để mình lo được. Hãy để mình Bích ở lo. miền Bắc hả? Đúng rồi. Bích ở Ở Vĩnh Phúc á. À Vĩnh Phúc à? Nên xa quá nhở? Trời, ông kia còn xa quá nhở các kiểu cơ. Đáng sợ À thật mà. có Đấy Nhặt đi, ra đi.
Như nó nghe tiếng xe rồi. Cho nó trong nhà ấy. Cho quả nết rồi nhá. Ờ, ném vào đi. Trời ơi. Ui, biết ngay mà, biết nhà mà. Ui. Ui. Không nào ném nết, nhiều hơn. Tôi ném nết đấy. Đâu nhỉ? Ui, có người. Nó trên đồi, nó trên đồi đấy. Đồi á? Ok, ok. Thả. Tôi vừa ném nết lên đồi mà. Đâu? Làm gì lên đồi đâu? Ông này lên thiên này. Hai cái thân rồi đúng không? Một thôi. Ở cái một thân cái đỏ bên kia. Cái. Thân đỏ bên kia, thân đỏ bên kia. Ô, người đâu? Công lên đồi nha, công lên đồi nha. Ủa? Ơ, có xe. Ôi, một xe tới, một xe tới. Ôi giời. Ôi trời ơi. Trời, nó tung hai người luôn. Hay. Ê. Số 1. Coming. Lên cứu. Nó tung lần hai người luôn trời. Lại hồn mà. Nó ở đâu nhở? Thấy rồi. Ok. Nhiều vũ thằng ơi. Còn kia, đằng sau. Cứu được không? Ở dưới á. À, cứu đi, hết máu rồi, chết rồi. Đây đang cứu đấy. Không thấy ở sau đâu rồi. Trời ơi, ta. Em nó bị đổ bên kia. À đúng rồi, hướng 205 nhá. 205 à, ok. Không lỡ, nó chết đuổi à? Không thấy ở đâu này. Đéo nhìn thấy nó đâu luôn. Ở đây bắn xong nó nấp. Khôn dã man luôn đấy. Thấn nó kìa, thấn vào nó kìa. Ở đâu ấy? Sau cái cột. À rồi, chỗ này sao ấy? Có xe này. Sau cái cột. Rồi, tự nhiên chạy lên rồi này. Trời ơi, không trúng viên nào này. Trời ơi, bắn đâu mẹ bảo binh hướng mà không binh. Không thấy nó đâu, không biết nó đâu sao mà viên. Thế nó dưới nha. Bắn toàn thanh lên chưa? À, nó đúng rồi, nó chỗ không ạ. Rồi, chết. Rồi, hết rồi, chết rồi. Định mày. Bắn vô hết cả mắt. Bên kia kìa. Bắn lấy xe đi. Xe đấy thấy. Ui, có thật. Ôi dồi. Bị tị. Hai thằng đấy. Đây này không bắn được đâu. Càng ấy. Cứu. Uầy, số 1. Trời ơi. Cứu. Theo mi. Để tôi chạy qua lại. Sao biết mồi, sao biết mồi. Không cứu được. Gốc ôi, đây. Chết rồi. Cứu thì điều được. Quái. Số 1, cứu số 3 đi. Để tôi móc qua rồi. Tôi đang móc lên. Trời ơi, nó bơi đồi cái bơi đúng không? Cắn cái nhỏ. Nó sẽ vòng lên trên móc ấy. Mày đùa với tao mà sai rồi. Lia. Cái này kiểu gì mà không nên được đâu. Bắn sau bắn sáu này. Tìm tôi đâu? Trời ơi. Tôi làm hết rồi thầy. Nó thính xa quá. Nó đâu? Trời ơi. Số 1. Trời ơi. Bắn đi.
dưới khu nhà đấy. Ok 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 nó ở dưới khu nhà ở dưới đây. Khu nhà như này á? Đúng rồi đây. Ôi, đúng rồi đấy, đúng rồi đấy, nó ở khu nhà ở dưới mà. Nhà chỗ này á? Kìa nó lại bắn cả. Quá ngó đầu lên tí. Vỡ đầu rồi. Ủa sao lại có cốp mà cả, có cốp mà không có ốp. Đẩy nó thôi chứ còn gì nữa. Có cốp xấu này, ai bắn cốp xấu không? Rồi, rồi, dưới đây có, dưới đây có. Đẩy ông ơi, đẩy ông ơi, lên xe, lên xe. Ốp sau này. Nhưng mà nên đẩy khu nhà ở dưới. Nóc rồi không nên buông tha chúng nó anh em ạ. Hình như trong nhà này có người ông ơi. Có ấy, có thằng, có người đấy. À, có người ấy. Nó vừa bắn mà. Ai đây trong nhà này? Nó chạy ra cửa này. Hay. Ui. Rồi. Liệu trời ơi, để nhầm cốp 6 không? Mù hết cả mắt. Và tôi có súng nào bán được con ở đây. 24 này. Ê, nó ném flash kìa. Có người, có người. Nó nằm ở trong này nè. Từ từ, từ từ bạn ơi. Trần đám đồng. Nó trong đấy. Vãi ạ. Dữ liệu đã bị thay đổi và đã bị ngắt kết nối. Trời ơi. Lại gì này? Đùa. Vãi đời lại lắm. Cứ định mệnh. Còn đấy mình hơi tham mình nhảy vào. Và lại tiếp tục bị ban. Đùa. Chả hiểu kiểu gì. Còn mỗi team nữa là win rồi. Đùa. Tại sao mình lại bị ban nhỉ? Sao mình bị ban nhiều thế? Lại là 1249. Lần trước 1249 X4. Bây giờ 1249 Red Dot vẫn là 1249 nhưng xài gì nó cũng bị ban hết. Thiệt là khổ. Mình đang chơi thì bị ban ạc. Không biết nguyên nhân là gì. Trời ơi, chắc mình không đụng vào khẩu 249 luôn quá. Nếu kiểu gì vừa xấy. Lại là vừa xấy xong chết thằng xong thằng kia là hẹo luôn. Với lại quả bom nó cũng thịt luôn mình. Đùa. Lỗi quá. Mình tưởng quả bom nó ném vào trong chứ. Nó lại ném ra ngoài. Mãi nồi thật cay thế nhỉ. Vâng, chắc mình sẽ kết thúc video này tới đây. Lại bị ban à. Dã man. Lại bị bàn. Vào được không đây? Trời ơi. Bị ban tầm 10 phút anh em ạ. Không hiểu luôn ấy. Người ta hay gọi là không có lửa làm sao có khói. Rõ ràng mình cũng có bạ, mình có hack đâu. Bắn chỉ hơi bình thường chứ. Mình bắn rất bình thường. Bắn gà bẫy trưởng. Thế là bị bạn à? Vô lý. Rồi mình off video tại đây nha.
tại vì bị ban ạc rồi không có ạc chơi nữa. Ạc Facebook thì bị rip, lập ạc mới thì suốt ngày bị ban, chả hiểu.